khi ấy xảy ra với thành Jerusalem. Họ đã không đón nhận Chúa, họ đã không đón nhận lòng thương xót của Chúa, họ đã không đón nhận giờ của lòng thương xót, cho nên giờ của sự công thành đã đến. Thành Jerusalem không còn hòn đá nào trên hòn đá nào. Dân cho Thái bị lưu đày khắp các nước, họ không còn quê hương, không còn đất nước, vì đã không tiếp nhận Chúa. Thưa anh chị em, mỗi người chúng ta cũng vậy. Chúa đang dùng thời gian này là giờ của lòng thương xót. Nếu mình không đón nhận giờ của lòng thương xót, sẽ đến lúc mà giờ của sự công thành Chúa sẽ là đây. Còn ở đây, ở đây. Còn có đón nhận giờ của lòng thương xót không? Dạ có. Rồi giờ lòng thương xót, chúng bạn có con được tên gì, có nói cho mọi người nghe. Dạ, con được tên của Chúa, nhưng mà con đi làm xíu cho Chúa. Năm nay Chúa đã gửi lại một ít lo lắng cho con, để cho con mạnh dạn đi làm xíu cho Chúa. Rồi, con được tên gì, con xin sẻ cho người, con tên gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu? Dạ, con tên Pigo Lê Thành Trung, con tạm trú ở quận 9. Dạ, con 35 tuổi, con làm nghề cơ khí. Rồi, Thành Trung 35 tuổi, tạm trú quận 9, nghề cơ khí. Rồi, Thành Trung được ơn vì của Chúa. Chúa đã khoan giãn lòng thương để chưa đến toán phạt con, mà để cho con được hưởng về lòng thương xót. Như thế nào con chia sẻ cho mọi người? Dạ, con bị bệnh mắt, không đi khám mắt cả năm trời đó. Bác sĩ trên đó cứ đoán con là bị hoàng điểm, nhưng mà có một tên tự nhiên mắt con nó sệt xuống luôn, không thấy gì hết. Xe lại về là không có thấy luôn, không thấy gì hết. Cái bác sĩ đó chuyển con qua bác sĩ khác, rồi bác sĩ khác chuyển con qua bác sĩ khác nữa. Cái gặp bác sĩ kia, cái bác sĩ cứ cho con đi xét nghiệm, rồi chụp hình, xét nghiệm chụp hình hơn 10 ngày luôn. Thì cuối cùng bác sĩ mới biết được bệnh con là do lao. Rồi bác sĩ cho con coi, cho con thuốc uống. Rồi con đi mua thuốc lao, thì mấy người bán thuốc á, họ nói với con là anh bị bệnh lao, anh về địa phương đi, họ cấp phát thuốc miễn phí cho uống, cho đỡ tốn tiền. Khi con mới về trung tâm thì thấy được bị bệnh quán, bác sĩ nói là bệnh ra của anh nặng lắm, anh nên tỉnh đi. Bác sĩ nói là hiện tại là anh đang khó thở nè, đang bị mệt mỏi lắm, bị đau mắt nữa. Thì bác sĩ nói là nguy hiểm lắm, đi lên bệnh viện tỉnh đi. Khi con về nhà con nói cha má con vậy á, thì con mới chở má con đi trở lên bệnh viện lao phổi trên tỉnh. Khi chờ đăng ký khám, khi giờ vô đăng ký khám thật, thì con đi xét nghiệm xong rồi lấy kết quả đưa cho bác sĩ con. Bác sĩ nói là đi về đi. Ủa, con nói sao kỳ vậy? Bác sĩ ở Sài Gòn là người quyết định là anh là bị 100% là bị lao phổi, mà sao bác sĩ không cho anh thuốc, mà cho không cho thuốc gì hết mà đuổi về. Khi bác sĩ hỏi có ho, dạ không. Bác sĩ kêu về đi, thuốc bệnh quả anh đâu, ở đây làm gì, về đi, đừng ở đây nữa, ở đây không ở lâu được. Thế còn đi ra con nói với má con, má con gọi điện về cho cha Long, vì cha con nói là cha Long có gửi tin nhắn cho cha Long, nhờ cha Long và cộng đồng cầu nguyện cho con. Rồi tự nhiên con thấy con người con á, khỏe lắm, không có mệt mà cũng không có thở nữa. Con còn một ơn nữa. Mắt sáng. Dạ, mắt con vẫn chưa sáng, mình không bệnh khỏi gì, không có. Rồi con mới đi về, con mới đi khám mắt. Thì và thời gian sau tự nhiên con em nó bị lại hai con luôn. Hai con thấy gì luôn. Thì con mới đi khám xong, cái con gọi điện về cha con. Cha con mới nói là thôi đi về đây với cha đi rồi. Chàng có bao xe đi xuống Trà Long đó, để như đặt tay cầu nguyện rồi tham dự thánh lễ luôn. Thì lúc đó con ngạc nhiên lắm nha, con không muốn đi. Nguyên thằng Chu ý chí rồi con không muốn đi. Cái gì ai Chu? Con không muốn đi. Thì mấy ngày sau cha con cũng gọi cho con, nó thôi coi ngắn, con đi thử một lần. Rồi con mới về con đi. Mà ngộ lắm. Lúc mà xưa đi xuống đây, con người con nó khó chịu không sao, nó càng càng khó chịu, nói chung là nó kỹ. Thì sau khi xuống đây để về, con người con nó đổi mới, con hòa đồng với mọi người đó, vui vẻ đó. Hallelujah.
Rồi bữa đó là ngày 24 tháng 9 là ngày đầu tiên con xuống đây. Thế đi lễ về thì con vui vẻ vậy đó. Thế ngày 29 tháng 9 là con đi tái khám. Mà cái bữa ngày 24 đó là mắt mũi con đâu có thấy gì đâu, con đâu có nhìn thấy địa chỉ đó. Thế ngày 29 tháng 9 con đi khám rồi con đi có một mình. Thế lần đó bác sĩ khám con mắt trái thì được 1/10. Nhưng mà nhìn khúc trên nó khúc dưới, thì khúc dưới nó mắc khúc trên. Con này 2/10 thì cũng vậy. Thì ở nhà là con quyết định là khi khám bệnh xong rồi đi xuống cha con nhờ xin đặt tay vào miệng luôn. Nhưng mà đi chờ mãi đến tới khám xong tới 10 giờ chụp hình xét nghiệm xong 10 giờ người xuống bác sĩ khám thì nó hết giờ rồi cha. Thế con mới cầu xin Chúa làm sao cho bác sĩ khám xin nhanh để con xin Chúa cha với con cái đồ đó là xong đi. Khi khám xong cái khoảng 2:10 là con mới đầu vừa đi mà con không thấy được. Con mới đi tới ngã ba con dừng lại hỏi tới ngã tư dừng lại con hỏi đi tới đây là vừa đúng giờ cha làm là con sót luôn dạ hồi tối không thấy đường mà đi tới đây dạ rồi tham dự thánh lễ xong rồi con về cũng vậy cứ tới ngã ba con hỏi tới ngã tư con hỏi tới về tới nhà hàng 9 giờ cái sáng hôm sau con đi làm bình thường con không nghĩ ngợi gì hết đi làm bình thường thì khoảng 8:00 mấy 9 giờ sáng con ra con uống nước thì bình thường thì con cũng hay thử đó. Tự cái thằng cát đó với cái số xe đó là con bật mắt lại con sợ tự nhiên con thấy rõ lắm nè là con không biết làm sao nữa con gọi điện về cho cha con với cha con nói là chú làm hết lại cho con thì con không biết sao tự nhiên đó tới giờ con sáng luôn nhưng mà khoảng 1 tuần lại đây mà trước đó thì con nắm là chắc đi làm chứng cho chú mà con cứ lẹ mẹ con không chịu đi. Cho tới mấy ngày qua cái chú gửi lại cho con một chút lo lắng đó, để cho con mạnh dạng thôi hay sao bây giờ con mắt này không thấy gì hết để con bầu rồi chúng ta lần nữa cảm ơn cha chúng ta thấy cô bé làm chứng dễ thương cái cách nói rất là chân chất rất là nam bộ rất là bình dân và đó là những lời sự thật. Các thánh tử đạo đã làm chứng mà lời chứng thật đó là chính mạng sống của mình để mà làm chứng. Ngày hôm nay Chúa cũng mời gọi mỗi một người chúng ta được ơn nghỉ của Chúa thì mạnh dạn ra đi lên đường mà làm chứng. Ông thanh sang này một tuần còn bị do dự con ma quỷ nó xuống rồi đừng có lên thì Chúa lại phải nhắc nhở là cho mình đau lại một chút để mình tỉnh ngộ để thấy rằng là đấy là ơn của ta ban cho con mà con không nhận ra để mà con làm chứng cho người khác thì có khi Chúa cất cái ơn nó đi để Chúa trao cho những người khác dám mạnh dạn mà ra đi làm chứng cho Chúa. Cho tặng con cái máy năm cho bài đạt của Chúa Thị Sóc nha. Đừng về là người thăm ba má nha. Chúa chúc mạnh cho con. Rồi anh xem nào muốn theo gương các thánh tử đạo con muốn theo gương các thánh tử đạo đi làm chứng cho Chúa. Cô đã con thì người biết đạo của chồng con cứ chạy đến với con thì thấy cô cứ làm như vậy vậy con cứ kết sai được vậy là thôi đó cô em chồng lại con cô thì chú ấy con về để thăm bố mẹ nó thì mà con nói với con là cha nào ở trong hai xóm lắm chị ạ và cha có đại là cha con nhỏ lắm thì có phương tiện con không đi được con nói vậy thì em gửi về cho chị một cái thử em gửi về cho cô của chị một cái để chị cho cô nghe để cho cô chúa chú giúp cô được khỏi bệnh thì con được đến về năm ngoài dạ cô gửi về bên quảng phú để con xuống con lấy thì con xuống đấy người quảng phú đấy gửi về cho con lại đi tìm thì gửi về nhà ra con tìm con đưa lại cho cô thì được một tuần sau nghe cô đi gọi điện bảo là chị ơi vợ chồng con với lại vợ chồng nhà tiệm ra để ăn mừng cho con này cô nhận được chúa cho cô hai cô chú vậy cô đi được rồi vậy là vợ chồng con về vợ chồng con mới hẳn thành cô con lại vui mừng á mỗi lần về
Thank you.
á. Cho nên là con cứ tự phấn đấu với mình là cái nhỏ nó bài hát đấy con ghế dần lên. Sau một thời gian thì là vợ chồng mình đã được kia đây bảo tôi quên ơi, cô cũng nguyện vọng cô sang lại từ lâu nào từ lớp quân như vậy ra, nhưng mà nó là các cháu cứ bạn người gọi người kia chưa đi chỉ cầu cho cô rồi. Thì bây giờ đó là không phải bây giờ vì bạn nhà quân những nguyện vọng của tôi đảo đâu, nhưng chúng ta là quân đi từ lớp quân nguyện vọng của cô đang khỏe thôi. Thế này con người là người ngoài đạo, nhưng mà cô để đỡ đầu cô với chú quân ở trong đạo là mẹ đỡ đầu. Bài biệt tới 500 bài và còn 1250
vài nữa, còn có thể có nữa. Mà lần đầu tiên thực sự cảm ơn người chị em ngoại đạo từ máy Thanh Hóa mà chống gậy đi vào đây để làm chứng. Chỉ cần một cái lời chứng hùng hồn nhất là đây là người yêu của con, đây là bạn đời của con. Nghe người ta tưởng là chắc là một ông nào, nghe người ta tưởng chắc là một anh nào, nhưng mà không, là một cái cục sắt vô tri vô giác, nhưng đã được Chúa sức dầu. Đã được Chúa sức dầu vì Chúa đã là ai đi loan truyền lòng thương xót của ta sẽ được ta sức dầu vào môi miệng. Ai nghe về lòng thương xót của ta sẽ được ta sức dầu vào tay, để người nói và người nghe cảm nhận được lòng thương xót Chúa từ trái tim đến trái tim, đi sâu vào lòng người. Đấy, đây là một lời chứng mạnh nhất và tôi càng xác tín điều Chúa nói với thánh nữ Faustina. Ai đi loan truyền lòng thương xót của ta sẽ được ta sức dầu vào môi miệng. Thì lời nói ấy đi vào lòng của người thì người nghe đã được sức dầu vào tay. Thưa anh chị em, lần đầu tiên tôi nghe rằng đây là người yêu và đây là người bạn đời của mình. Người bạn đời luôn luôn ở bên mình và dám nói rằng con xin cái gì thì xin, nhưng tôi có thể cho nhưng cái người bạn đời này thì tôi không thể cho được. Vì người bạn đời này đồng hành với tôi trong lúc tôi khó. Người bạn đời này không nhậu, không đánh đập, không chè chén say sưa. Và người bạn đời này động viên tôi, nâng đỡ tôi, giúp đỡ tôi vượt qua những khó khăn, thử thách. Nhất là trong lúc mà tôi u não và nằm trên giường bệnh, bác sĩ, tiến sĩ, thạc sĩ đều bó tay hết. Nằm trên giường bệnh không biết gì, mà Chúa sai một cái con người, một cái con người nhà quê này để đem người bạn đời này đến cho đúng với cái người bạn đời mà Chúa chọn, đúng với người yêu mà Chúa chọn. Thưa chị em, tại sao lại không là linh mục, tại sao lại không là tu sĩ để mà đi làm công việc ấy, mà Chúa giao cho người giáo dân ngày hôm nay? Cho nên xem thấy vai trò của người giáo dân, Chúa nói với những Faustina là con, những người tin hiếu phải ra đi loan báo và làm chứng cho lòng thương xót của Chúa bằng bất cứ phương tiện nào. Đấy là cách chúng ta đang sống từ đạo ngày hôm nay. Vì từ đạo có nghĩa là làm chứng. Làm chứng không phải chỉ là đổ máu ra, nhưng mà đổ mồ hôi, đổ nước mắt, đổ công sức, đổ thời giờ, đổ sức khỏe. Nhưng chị em ta đến đây cũng là lời làm chứng cho những người xung quanh, những người chưa biết Chúa, những người chưa biết gì về đạo, những người đang thắc mắc rằng tại sao mà những công việc tin mừng này đông thế. Anh chị em, anh em có trách nhiệm không? Chứ để hỏi tôi là tại sao mà đến đông như vậy, tôi trả lời là với đề tâm linh. Và đó là tâm linh mình không nói được. Sự nghĩ của anh chị em đây là lời chứng. Anh chị em ta đi làm chứng, anh chị em ta là những tử đạo, theo nghĩa là những người làm chứng, đổ máu, đổ mồ hôi, đổ nước mắt, đổ công sức ra. Như là người chị em này từ Thanh Hóa nhận được cái máy và đi đến cho một người không phải là bà con thân thuộc gì cả, một người ngoại đạo nằm một mình ở trên giường bệnh với căn bệnh u não đó, đem đến không phải là đem dầu cù là, không phải là đem sữa đem xua, không phải là đem cam đem quýt đem bầu gì cả, mà đem người bạn đời mấy năm trong bài giảng của lòng Chúa thương xót. Hôm nay có một cái tên mới là người bạn đời. Ai chưa có người bạn đời giơ tay? Chỉ có mấy người thôi, còn tất cả đều nhìn xem đều có người bạn đời này. Ai chưa có người yêu này giơ tay? Cũng vẫn chỉ có mấy người thôi chưa có, còn tất cả đều đã có người bạn đời, đều đã có người yêu. Đều đã có người bạn đời, đều đã có người yêu. Và những người khác tiếp tục làm cái công việc đó là ra đi loan báo làm chứng. Nhiều anh chị em còn nhiều lắm đang ngồi chờ trực để giơ tay lên làm chứng. Nhưng chị em khi nào Chú muốn, Chú sẽ mời anh chị em lên. Tôi không biết được đâu, tôi chẳng có biết ai được sẽ lên làm chứng. Chỉ biết là lúc nào Chú muốn thì Chú sẽ mời anh chị em lên để chia sẻ làm chứng. Rõ ràng Chú dùng anh chị em này như những người giáo dân này, vậy mà lại là công cụ vô cùng hiệu nghiệm, chỉ cần lòng nhiệt thành của anh chị em thôi. Anh chị em ở đây rồi anh chị em ra về tiếp tục làm công việc đó, làm công việc làm chứng loan báo lòng thương xót Chúa cho mọi người, còn đem người bạn đời đó đến cho cái người đang chờ người bạn đời của mình, một người ngoại đạo, một người bạn lão, một người từ Thanh Hóa miền Bắc, một người
không biết gì về Chúa mà hôm nay được Chúa đưa từ ngoài miền Bắc đến đây, chống nạn đến đây làm chứng cho Chúa và làm chứng một cái khôn nguồn rằng đây là người bạn đời của tôi, đây là người yêu của tôi, mà tôi tha, tôi mất cái gì thì mất, tôi không mất cái này. Anh chị em, những người tôn giáo là chính bản thân tôi có cảm nhận được điều đó, có dám xác tín được như vậy hay không? Thật là số hổ khi mà nghe chị nói, bản thân tôi thấy số hổ vô cùng. Một người tôn giáo, một người linh mục, một người đi loan truyền đạo tôi sống Chúa mà có dám mạnh dạn nói với người khác rằng đây là người bạn đời của tôi, đây là người yêu của tôi, không mất cái gì thì mất, chứ tôi không thể mất cái này được. Có khi là ngược lại, cái gì tôi cũng mất, Chúa tôi cũng mất, mà tiền thì tôi không mất được, quyền thì tôi không mất được, mà địa vị tôi không mất được, chức vụ tôi không mất được, tôi phải bán lấy tiền, bán lấy quyền, bán lấy chức vụ, bán lấy địa vị, bán lấy quyền lực, tôi phải củng cố nó cho nó mạnh lên. Còn nó mất thì mất, mất Chúa cũng được, mất địa vị cũng được, tôi chẳng cần thiết, chẳng quan tâm gì, nghĩa là địa vị của tôi được củng cố mà thôi. Ngày hôm nay cũng có rất nhiều người đã sống như vậy, rất nhiều người có chức vụ trong xã hội, trong giáo hội đã sống cái điều đó thay vì làm chứng lại là phản chứng trước một người chị em này. Người chị em, Chúa nói là có những điều lạ xuất hiện, sẽ có những dấu lạ trên trời xuất hiện. Hôm nay Chúa gửi những điều lạ đó xuất hiện cho chúng ta đấy. Và có những điều lạ tích cực, có những điều lạ tiêu cực. Với điểm lạ là động đất, là thiên tai, là lũ lụt, là chiến tranh, vân vân và vân vân. Những điều đó phải xảy ra để nhắc nhở mình là hãy tỉnh thức. Nhắc nhở mình là không tỉnh thức thì giờ lòng thương xót chớm nhất sẽ đến giờ của sự tôn thẳng. Mà chúng ta bám chặt vào lòng thương xót của Chúa thì Chúa bảo rằng ai bình đỗ đến cùng sẽ được cứu độ. Và Chúa nói là khi cái điều đó xảy ra, hãy đứng vững và ngẩng đầu lên vì giờ cứu độ đã đến. Trước những biến cố ấy, không sợ hãi vì có lòng thương xót. Trước những tai ương thử thách đó, không run rẩy vì có lòng thương xót. Khi có được lòng thương xót rồi, hãy đứng vững và ngẩng đầu lên trước những biến cố ấy vì biết rằng giờ của lòng thương xót, giờ cứu độ đã đến rồi. Amen.